Khôn 11 năm dạy 1 giờ. Công tình con bữa giữ gìn đạo hạnh chinh tiết 11 năm nay bị con mực báo dụ dỗ. Phải chi con chó đẹp đẹp chút xíu cũng đỡ. Gặp ngay con đây như cục cứt chó, đẻ ra ba đứa con giống hệt cha, không có con nào giống bưởi hết. Tuổi bưởi đã già, mắt mờ, xương khớp yếu xìu, mà phải chăm ba thằng báo này. Coi như đây là cái nghiệp cuối đời của bưởi. Không lẽ trẻ không chơi, già đổ đốn là có thiệt.